Trần Đình và anh Huy xin chào các fan của Gaudete et exultate với kỳ 5 từ số 25 đến số 31. Và trước khi đến với kỳ thứ 5, chắc mình tua lại xem kỳ 4 nói gì đấy nha. Tựa đề của kỳ 4 là sứ vụ của bạn trong Đức Kitô. Nghĩa là đã làm người thì phải làm thánh. Mà phải làm thánh trong Đức Kitô kia, nghĩa là làm cái gì đó, nó cũng phải rất có tâm và rất quyết liệt nha. Hay là nói theo kiểu thần học là để Chúa Thánh Thần rèn đúc nơi bạn mầm nhiệm ngôi vị có phản chứa trong thế giới này nhận biết Chúa Jesus. Thì khó hiểu, tôi thấy càng tóm càng rối rồi, thôi cuốn gói, chạy qua kỳ 5 luôn đi. Rồi, kỳ 5 có tựa đề là hoạt động giúp ta nên thánh. Số 25, bạn không thể hiểu được Đức Kitô nếu tách Ngài khỏi vương quốc Ngài mang đến. Cũng vậy, sứ vụ của bạn không thể tách khỏi việc xây dựng vương quốc ấy. Tiên vàn, hãy tìm nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài. Ủa mà cậu nói gì có tiên vàng ở đây là sao? Có nghĩa là trước hết hãy tìm nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài. Mọi sự khác Ngài sẽ thêm cho. Đồng ý hai tay hai chân, thêm cái đầu nữa luôn. Yeah. Việc bạn tự đồng hóa với Đức Kitô và ý muốn của Ngài đòi bạn phải cam kết cùng Ngài xây dựng vương quốc Ngài, một vương quốc của yêu thương, công lý và hòa bình phổ quát. Chính Đức Kitô muốn cùng với bạn cảm nghiệm điều ấy trong tất cả những nỗ lực và hy sinh mà vương quốc ấy đòi hỏi, đồng thời trong tất cả niềm vui và sự phong phú mà vương quốc ấy mang đến. Bạn không thể lớn lên trong sự thánh thiện mà không đích thân hiến cả thân xác lẫn linh hồn, hiến hết tất cả những gì tốt đẹp nhất của bạn. Ủa mà nãy giờ mình nói gì, vương quốc là vương quốc gì ta? Là vương quốc Chúa Kitô. Là sao? Bây giờ ông tưởng tượng nha, có hai vương quốc, có hai ngọn cờ. Một bên á là vua Kitô, bên kia là tướng quỷ. Bây giờ ông không chọn tướng quỷ đúng không? Thế ông chọn vua Kitô. À hiểu rồi, mình phải đi ra Vũng Tàu có cái tượng Chúa Kitô vua ta đùng đó đúng không? Không, nếu mà tôi thì tôi chọn Rio de Janeiro. Ở đâu vậy? Ở Brazil. Thôi hết số 25 rồi, tóm lại dùm cái đi. Bước theo Chúa Kitô thì cũng đồng thời dấn thân cùng Ngài xây dựng vương quốc của Ngài là vương quốc yêu thương, công lý và hòa bình phổ quát. Lạy Chúa, xin đến đem con đi vào đời. Lạy Chúa cho con làm nhân chứng ở khắp mọi nơi. Xin hãy dẫn con đi qua muôn ngàn gian khó. Anh chàng trên vai con mang theo lời Chúa. Thôi đâu ơi, cái gì mà như radio tâm ca phải không? Thôi được rồi, bữa nào anh em mình rảnh rủ nhau livestream sau đây. Okay. Số 26, thật không lành mạnh khi nhân danh sự thinh lặng để tránh gặp gỡ người khác, khi vì bạn muốn cầu an mà tránh hoạt động, viện cớ cầu nguyện để khỏi phục vụ. Câu này tôi thấy hơi nhột đúng không ạ? Anh chúng tìm đèn đúng không? Ok. Mỗi lần ăn xong á, chuẩn bị rửa chén là tôi thấy ông á kêu là nhớ Chúa, muốn đi viếng thánh thể quá, đi cầu nguyện đúng không? Bây giờ tôi thật sự là thấy mình ngộ ra rồi đó. Lần sau để tôi đi rửa chén cho ông đi cầu nguyện nha. Không cần đâu, được rồi. Bởi vì mọi sự đều có thể chấp nhận được và hòa nhập vào cuộc sống của ta trong thế giới này để trở nên một phần của nẻo đường giúp ta nên thánh. Ta được mời gọi sống chiêm niệm ngay giữa hoạt động và được mời gọi lớn lên trong sự thánh thiện bằng cách thi hành sứ vụ riêng của mình cách hào hiệp và đầy trách nhiệm. Số 26 tôi thấy là quá thực tế luôn. Không đóng cửa bế quan tỏa cản, đừng có viện hết cớ này cớ nọ để mà tránh gặp người khác. Ngược lại, cần phải tìm thấy Chúa trong những công việc và tương quan hàng ngày. Đúng rồi. Số 27, liệu Chúa Thánh Thần có thúc giục ta thi hành một sứ vụ rồi liền sau đó lại đòi ta từ bỏ nó hoặc là bớt tích cực tham gia để giữ lấy sự bình an nội tâm chăng? Lắm lúc, chúng ta bị cám dỗ để đẩy lùi nhiệt tình mục vụ cũng như sự dấn thân vào đời xuống hàng thứ yếu. Như thế, chúng khiến ta bị sao nhãng trên nẻo đường nên thánh và bình an nội tâm thực sự. Cái cám dỗ này tôi nghe mùi quen quen ở đâu á nè. Hình như là đã từng gặp trong cái bộ gì mà nhận định, phân biệt, biện, phân thần loại gì của Thánh Ignacio á nè. Gì mà phân định thần loại gì nghe xoắn não không? Xoắn gì thôi, xoắn thử đi Linh Thao lần là biết liền mà trong Linh Thao có cái vụ phân định thần loại này nha. Ủa vậy đi, hè này tôi phải làm một chuyến đăng ký liền. Linh Thao sinh viên. Không lấy đi mình hả? Phải có người, có anh, có em đúng không? Thì ông muốn nói đi với tôi cái gì? Vậy ai đọc tâm huấn không? Để cho cái ông trưởng kênh tiếng Việt ông đọc. Ok, quyết định vậy đi. Cứ thế mà làm. Số 28, chẳng cần phải nói bất cứ điều gì chỉ làm vì lo âu, tự hào hoặc là để gây ấn tượng với người khác sẽ không bao giờ dẫn đến sự thánh thiện. Thách đố của sự thánh thiện là ở chỗ phải cho thấy được mình đã dấn thân đến độ mọi sự mình làm đều thấm nhuần tinh thần tin mừng và khiến mình ngày càng trở nên giống Chúa Jesus Kitô hơn. Wow, chẳng hạn ta thường nói về đường nên thánh của giáo lý viên, của linh mục hoặc của công việc. Cũng vì lý do đó, trong tông huấn niềm vui tin mừng, tôi đã kết luận bằng cách nói về một con đường nên thánh của sứ vụ. Hay trong tông huấn chúc tụng Chúa Laudato Si về một con đường nên thánh qua môi sinh. Và trong tông huấn niềm vui yêu thương về một con đường nên thánh của đời sống gia đình. Anh chị thân mến,
trước mặt cộng đoàn dân Chúa. Hãy nói thử xem, anh chị có bị ép buộc gì không? Dạ, thưa không ạ. Anh chị có hoàn toàn tự ý và tự do đến với nhau không? Thưa, chúng con tự do. Tốt lắm. Nên thánh là tự do, chứ bị ép nên thánh thì còn ra thể hống si nữa. Dạ, cho nói chí phải ạ. Ép dầu, ép mỡ chứ ai ép nên thánh bao giờ, đúng không ạ? Ừ, tóm tắt câu 28 là vậy đó. Bây giờ là số 29. Nói thế không có nghĩa là bỏ qua sự cần thiết của những giây phút yên tĩnh, cô tịch và im lặng trước Thiên Chúa. Ngược lại là khác. Nói đi thì cũng phải nói lại, đi vững thì phải đi bằng hai chân. Đồng ý, nhất trí, chuẩn không hoàn chỉnh. Ủa mà hai chân là hai chân gì? Có nghĩa là lao động và cầu nguyện phải song hành với nhau. Chiêm niệm và hoạt động. Hiểu luôn. Chính vì lúc nào cũng có những thứ đồ dùng mới, rồi sự lôi cuốn của du lịch và đủ thứ mặt hàng tiêu thụ, thường không còn chừa lại chỗ nào cho ta nghe được tiếng nói của Thiên Chúa nữa. Đâu đâu cũng tràn ngập những lời nói, những thú vui hời hợt và tiếng động ồn ào càng lúc càng tăng. Thay vì được đong đầy bằng niềm vui, ta lại thấy bị chất chứa cái bất mãn của những kẻ sống mà chẳng biết sống để làm gì. Làm sao ta không thấy cần kíp phải chặn ngay cuộc đua cuồng đua vội này để tìm lại không gian thân thiết cần có để đối thoại chân thành với Thiên Chúa. Có thể phải chày da tróc vẫy mới tìm lại được khoảng không gian ấy, nhưng bao giờ nó cũng đầy hoa trái. Sớm hay muộn, ta cũng phải đối diện với chính con người thật của mình và để cho Chúa vào chiếm ngự. Có thể ta sẽ chẳng gặp được điều ấy nếu như không thấy như mình đang phải nhìn chằm chằm vào hố thẳm của một cám dỗ đáng sợ, hoặc cảm thấy chóng mặt bên cạnh bờ vực của tuyệt vọng, hoặc thấy mình hoàn toàn cô đơn và bị bỏ rơi. Chính trong những hoàn cảnh như vậy, ta mới tìm được động lực sâu xa nhất, để dấn thân sống trọn vẹn cho những bổn phận của mình. Đúng là cái số này thấy nó đụng chạm không ơi, có vẻ giúp ích á. Bởi vì dạo này tôi thấy sống sao mà dường như là mình đang chìm trong một cái hố thẳm của rất là nhiều thứ cám dỗ. Rồi những cái chi trí nè, học hành nè, công việc nè, tương quan nè, tùm lum tà la, thành ra thấy mình như đang bên cạnh một cái bờ vực của cũng không đến nỗi tuyệt vọng rồi bỏ rơi vậy, đúng không? Kiểu như vậy á. Nếu vậy thì tôi thấy là ở trên á, mình vừa cần có phân định thần loại, mà ở dưới này mình cần phải có phút hồi tâm nữa. Đúng rồi, phải có những cái khoảng lặng để nhìn lại, đúng không? Đúng rồi, nhìn lại một ngày sống. Rồi hết số 29, tóm lại giùm cái đi. Tóm số 29, dù có dấn thân bốc lửa thế nào đi chăng nữa thì cũng cần phải có giờ dành riêng cho Chúa và cho chính mình. Qua số 30. Cũng chính những trò tiêu khiển đang lan khắp thế giới ngày nay như vậy khiến ta có khuynh hướng coi thời gian rảnh rỗi như là chuyện bất khả xâm phạm. Để rồi đắm mình cách vô độ vào những thứ chỉ giúp giải trí bằng những thú vui hời hợt chóng qua. Hậu quả là cuối cùng ta cảm thấy sứ vụ cũng như sự dấn thân của mình bị bốc hơi dần, nghĩa khí và tinh thần phục vụ bị sa sút. Nó khiến cảm nghiệm tâm linh của ta bị biến chất. Rồi khi nhiệt tình loan báo tin mừng và phục vụ người khác đã bạc nhược đến thế, thử hỏi liệu còn nhiệt huyết linh thiêng nào có thể đứng vững nữa không? Hết số 30 rồi. Ồ, mong ơi, câu này nghe giống như kiểu chơi game á. Ủa là sao? Có nghĩa là chơi khô máu rồi tự nhiên chết, tự diễn biến luôn. À, khô máu thì giờ truyền máu thôi, có gì đâu lo. Vì vậy mới cần đến số 31. Rồi, qua số 31 đi. Ta cần một tinh thần thánh thiện, có khả năng lấp đầy cả sự cô tịch lẫn việc phục vụ của ta, lấp đầy cả đời tư lẫn những nỗ lực loan tin mừng của ta, để mỗi giây phút đều có thể là một biểu hiện của tình yêu tự hiến trong mắt Chúa. Có thế, mỗi giây phút đời ta mới có thể là một bước trên nẻo đường dẫn đến sự trưởng thành về thánh thiện. Ồ, kết có hậu ông ơi. Chứ ông lấy ăn chơi khô máu và bỏ xác rồi đó, ai coi đúng không? Đúng rồi, không sa sút, không biến chất, không bạc nhược, không lún sâu vào những trò tiêu khiển hay chủ nghĩa tiêu thụ. Nhưng phải luôn đứng vững, đi vững bằng hai chân, làm việc có mà cầu nguyện cũng không được quên. Chuẩn. Tóm lại, phải luôn giữ lửa bằng một tinh thần thánh thiện. Nhớ nha, ít nhất là phải giữ đủ lửa cho đến kỳ 6 tuần sau. Và như thế, kỳ 5 của Tông Huấn Gaudete et Exultate từ số 25 đến số 31. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ 5 tuần tới. Gaudete! Ale, ale, ale! Exultate! Ale, ale, ale! Thì giống cổ vũ bóng đá phải không? Tôi đang giữ lửa cho tuần sau thôi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ 5 tuần tới. Xin chào và hẹn gặp lại!